tàu chốt đường bên nào. Tàu còn xoay lạc giữa thành phố một đêm vàng. Dưới ánh đèn đường hiu hắt tâm tư vong và không im. Nàng chỉ gửi một ánh mắt, ta đã trao cả quãng tim. Chẳng biết người nhưng anh chỉ có em trong mắt. Giữa một rừng thanh âm chỉ nghe đến tiếng lấp trong mắt. Đêm xuống tâm tư anh là nhà giam. Với lòng nhớ về em là song sắc. Với tình cảm đâu phải nhành cây nên nó đâu có dễ. Ta như váy áo em buông bởi vì ta quá trễ. Ra đến đâu cướp em đi là điều ta không được làm. Vì sợi tơ hồng đang buộc ta nó lại không buộc nàng. Nên nếu em không thể đưa ra lựa chọn thì xin em hãy sớm đẩy đi xa. Nếu mà môi ấy không thể cho anh vị ngọt thì em hãy để nó buông cho anh lời vị tha. Anh đâu thể tin ta đến trong hướng gặp em là anh chỉ đắm. Ta đã cố tìm một cách khác nhưng nó vẫn làm trong sách vở. Cách duy nhất đã có dường như chỉ là cách trở. Em như là một cơn điện sóng cứ dày vò anh nhiều quá. Là đã cho ta có cười nhưng sao lại tiếc cái chìa khóa. Bị thương nặng nên rất không yên nên ta chẳng thể nào ngủ. Lý trí là đứa nhân viên nên nó thật khó để làm chủ. Đến từng ngày xa lòng ta lặng lẽ như đá đổ. Anh mang tình cảm lớn người ta bảo là quá khổ. Không có nơi nào có thể đáp ứng điện đàng.